Chào mừng đến với kênh Nguyễn Chí Đạp. Hôm nay mình sẽ lên sóng cho anh em về cái chương trình khuyến mãi của Toyoko. Bên cửa hàng mình hiện tại cũng đang còn vài bộ ha. Thì mấy chương trình khuyến mãi này thì hãng họ đã ngưng chạy rồi mấy anh em, họ đâu còn hết chạy chương trình khuyến mãi rồi. Thì hiện tại giờ ai còn thì mình chạy thôi nha. Thì số lượng hiện tại bên cửa hàng mình còn vài bộ, anh em có nhu cầu thì mình liên hệ nha. Đầu tiên đó thì anh em là mua một cái bộ bu lông. Mua một cái bộ bu lông Toyoko ha. Một máy 2 pin một sạc, bu lông là 500 niu ha. Một máy 2 pin 4A một sạc với giá là 2.090.000. Đây anh em, với giá là 2.090.000 nha, là anh em được tặng một trong bốn món sao. Tặng được một trong bốn món sao nha. Đây là cái thân mua quên phui ra luôn chứ lộn đây nha. Đó, 500 niu anh em, động cơ không gió than ha. Thì anh em sẽ được tặng một trong bốn món sao. Đầu tiên đó là một cái thân máy khoan, cái thân này chỉ giá là 830.000 nha. Cái thân máy khoan này là luôn cái hộp á, anh em tặng luôn cái hộp. Đây anh em có thân nè. Bu lông hiện tại mình chỉ còn có hai bộ thôi nha, do vậy thì mình chỉ có hai combo thôi đó. Cái con này thì anh em biết ha, anh em nếu mà mua nguyên bộ này, một máy 2 pin 4A một sạc á, giá là 1.600.000, con này là 1.630.000 nha mấy anh đó. Còn anh em nào muốn mua cái của cái này á, thì anh em này nè đấy, mạnh nha. Con này nó ghi lên nó 95 niu, tốc độ qua 2000 mấy anh, đầu kèm 13 ly ok nha. Rất là mạnh. Còn anh em mua cái thân này không, là giá là 830.000 cái thân này nha. 830.000 cái thân này, hoặc một bộ là một máy hay dùng sạc là 1630. Còn muốn được tặng cái thân này thì mua cái combo lông này 2.090.000 là được tặng cái thân máy này nha. Đó là một cái đầu tiên. Ok. Thì cái thân máy này anh em nó luôn cái thùng. Đó vậy khi anh em mua là anh em được lợi cái gì? Là được cái thùng nha. Và anh em lưu ý dùm cái combo lông mình chỉ còn có hai bộ thôi nha, hai bộ chương trình thôi. Đó, rồi kế tiếp đó là một cái thân băng dít. Đây anh em mua một cái bộ này 2090 thì anh em được tặng một cái thân băng dít thân thôi nha. Này là bộ mình cầm ở đây cho giới thiệu cho anh em luôn. Đây anh em có thân băng dít này nè, đây cái thân này nè, thân là luôn cái thùng đó. Anh em nào mua nguyên bộ 2090 tặng cái thân này nha. Đó, còn nguyên cái bộ này giá hiện tại bên công ty bán chỉ có 1.420.000 thôi mấy anh. Giá đang hiện tại nói chung là bây giờ nguyên bộ băng dít này nè, nguyên bộ băng dít này nếu mà anh em mua đó giá chỉ có 1.400.000. Anh em chào xíu chính xác anh em ha, 1.420.000 nha. Đó còn đây còn băng vít nè, đây 1.420.000 đó là nguyên cái bộ này nè. Còn anh em muốn mua cái thân băng vít này không, có luôn nha. Cái thân băng vít này không, hiện tại bên công ty á, người ta bán anh em chỉ có 730.000 cho thân vít này nè nha. Thân vít này 730.000. Còn anh em muốn được tặng cái thân vít thì mua con bu lông bên dưới 2.090.000 nha. Đó, thật sự bây giờ giá rất là rẻ. Còn viên pin đó anh em, pin 4A của Toyoko giá chỉ có 370.000 thôi, viên pin bảo hành là 6 tháng nha mấy anh, bảo hành 6 tháng đó. Thật ra con băng dít này có 1.420.000 rẻ anh em ha, 1.420.000 đúng rồi, đây này ghi nè, 1.420.000, còn thân là 730.000 ha. Đấy, ngon lành. Rồi, hoặc là anh em mua cái bộ này, anh em sẽ được tặng một cái con máy khoan. Đây là con khoan này. Đây anh em. Đây là cái con khoan con máy viết cấp trượt, lộn ha, con máy viết cấp trượt. Tặng luôn nguyên bộ luôn. Đấy, con này chỉ giá là 790.000. Đó, anh em nào mua rồi bộ này không là 790.000 nha. Máy viết cấp trượt, nó sẽ có những cái trượt nè anh. Đây, 20 cấp trượt và máy viết một cái khoan. Hai dấu số 1 số 2 ha. Đấy, ngon lành. Ok ha. Rồi, tất cả điều của Toyoko đây là điều động cơ không chó than hết nha, mình không giới thiệu lại với anh em ha. Pin là pin 16.8V đó. Anh em muốn cái thân bộ này không là 700 bộ nha, nó chưa bán thân, bộ 2 pin một sạc 790.000. anh em muốn được tặng không á, thì mua cái bộ bu lông bên dưới đây, bu lông mình nè 2090 là được tặng nguyên bộ luôn. Sản phẩm kế tiếp nữa đó là con máy khoan. Mua con bu lông này thì được tặng con máy khoan này. Đây, có khoan pin 16V cũng một máy 2 pin một sạc luôn nha. Đấy anh em được tặng luôn nè. Thì cái con máy khoan này anh em nó sẽ có thêm một cái bịch đầu nghề, mũi khoan rồi đầu bắn to rồi nè. Nó có đầy đủ luôn. Đây. Đó, ngon lành ha, số 1, số 2. Đấy. Con này nếu anh em mua rồi giá chỉ có 830.000 thôi anh em.
ngon lạnh ha. Đầu kẹp 10 ly ha, đầu kẹp 10 ly. Ba chức năng khoan băng vít khoan búa. Đó. Con này anh em mua rời giá chỉ có 830 ngàn thôi. Tất cả con máy Toyota thì mình đều có hàng mẫu trưng bày hết. Anh em có thể ghé bên cái hàng mình tham khảo nha. Đó. Còn anh em mua được tặng cái bao này thì mình mua ở dưới 2090 lượt tặng cái con này. Rồi, đó là về bốn cái combo ha. Nhưng mà quên bốn cái món quà tặng khi mà anh em mua chung với cái thân này. Rồi còn cái máy này á. Đó. Ok. Rồi, mình sẽ qua con này ha. Con này tới con khác cho mấy anh em nè, combo kế tiếp nè. Combo kế tiếp cũng cực kỳ hấp dẫn luôn mấy anh em. Đây. Anh em mua một cái máy này nha. Đó, combo nè. Đó, anh em mua nguyên bộ này. Một con máy khoan Toyoko, một máy hai viên pin, một sạc pin, là pin ở dưới là pin 20V và 2A, và với bộ cái bộ máy khoan của Hukan giá chỉ có 1.240.000 thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Còn nếu anh em mua bộ này không, giá là 1.070.000, cái thân không là 620.000 nha. Cái bộ này anh em đầu kẹp 13 ly nha, 60 niêu. Đó, hộp nhựa. Hai viên pin 2A. Hai viên 2A. Ba chức năng nha, khoan bóng dứt khoan búa. Đó, ba chức năng nè. Thì anh em mua cái con này không mà giá là 1.070.000. Còn anh em muốn mua kết hợp với cái thân bu lông này nè thì giá chỉ có 1.240.000 thôi. 1.240.000 là nguyên bộ này với cái thân bu lông nha mấy anh em. Đó, đó là cái combo đó. À, băng dít nè, băng búa này mà. Ok. Đó, ngon lành ha. Đấy. Đầu kẹp 13 ly, tốc con này quy 2000 vòng phút nha. Ba chức năng. Hai viên pin 2A. Rồi. Ok ha, anh em mà đang có nhu cầu về bộ combo này thì ghé cái hàng mua. Còn không thích combo thì mua cái thân này không, mua bộ này rồi. Bộ rồi giá là 1070, còn không thích cái bộ thì anh em mua cái thân. Thân là 620.000 nha, có hết nha. Đó là về combo kế tiếp. Combo thứ ba giá cực kỳ hấp dẫn luôn nè. Đây, anh em mua mỗi con máy khoan đục bê tông. Đây, con khoan đục này mạnh lắm nha mấy anh. Khoan đục bê tông, một máy hai viên pin 6A. Một máy hai viên pin 6A một sạc nha. Đây. Rất là mạnh luôn. Nè. Tốc mà nhanh ha. Ok. Cái con này với giá tiền là 2.090.000. Anh em mua thêm cái bộ máy mài nha. Bộ này 2090 là gồm hai viên pin 6A một sạc nha. Anh em mua thêm một cái bộ máy mài, giá là 1.670.000. 1.670.000. Đó, là tổng anh em là 3.760.000. Cái máy mài này cũng là hai viên pin 2A luôn nha. Đây. Ủa quên, lộn, hai viên pin 6A luôn. Anh em lưu ý pin 6A của máy mài nó không có vô chung pin 6A của máy khoan đục được nha. Tại pin 6A máy mài nó dài hơn. Đó. Thì nguyên cái bộ này thì anh em sẽ được tặng cái gì? Đây, anh em được tặng nguyên một cái con máy khoan. À, nguyên con máy khoan luôn. Anh em ha, con khoan này là trị giá là 940.000 mấy anh. Đây. Hàng tặng nè. Nguyên bộ luôn, chứ không phải thân không nha. Bộ máy khoan này là nó gồm là một máy hai pin một sạc luôn, pin là pin 2A. Đây. Ok, 10 ly nha. Ngon lành. Bộ này rất thích hợp đối với anh em đi điện lạnh nè. Cái con này á dùng để khoan bê tông, con này là dùng để bắt vít này nọ ha. Rồi cái con này á, là dùng để mài để gắt này nọ mấy anh. Ngon lành chưa? Nguyên combo này giá chỉ có 3.760.000 thôi mấy anh. À, combo này hiện tại bên cửa hàng mình còn đúng một bộ nha. Hãng nó hết chạy rồi. Ngon lành ha. Tất cả đều được cơ không có than hết, có nghĩa là anh em mua này được nhiều 6 viên pin 3 cái máy. Mà giá chỉ có 3.700. 3.700 mấy thôi. Ha, 3.760.000. Đấy. Ok ha. Đó. Rồi, còn về cái con máy mài. Đây là máy mài công tắc trượt để 100 của M10. Được. Anh em mua này được 4 viên pin 6A luôn. À, ngon lành. Nè. Đây. Rồi, ok mấy anh. Đấy. Tuyệt vời ha. 3.760 nha. Mình nhắc lại này mình còn đúng một bộ nhất nha mấy anh. Một bộ nhất. Đó, thì anh em mà có nhu cầu thì làm ha. Đó, cuối năm làm bộ để làm kiếm tiền anh em ha. Rồi, mình qua cái bộ này nha.
con bê tông này nó khoan rất là khỏe nha mấy anh. Rồi qua cái bộ này luôn. À, cái bộ này nếu anh em mua rồi á là giá 904, cái thân máy của con này á, là 500 ngàn nha. Cái thân máy con này là 500, bộ á, là nó là 904. Rồi kế tiếp đây là hết nhìn khuyến mãi rồi ha. Đây nguyên bộ này băng dít mấy anh em ơi. À, băng dít một máy 2 pin 1 sạc, giá chỉ có 990 ngàn thôi nha. Cái này không có phụ kiện nha, anh em thấy cái hộp này chứ nó không có phụ kiện kèm theo đó. Băng dít số 1, số 2, số 3 ha. Số 3 là chậm nhất nè, số giữa là số 2 nè, số 1 là số nhanh nhất nè. À, đó. Ok ha, ngon lành. Rồi, nguyên bộ này giá chỉ có 990k thôi mấy anh em. Con này khoan khỏe, bắn dít cũng khỏe ha. Này mình đã có review cho anh em rồi. Ok, 990.000 cho bộ này mấy anh. Sản phẩm kế tiếp đó là một cái sản phẩm mới. À, một cái bộ máy mài công tắc bóp. Bộ này thì giá nó là 1.790.000 mấy anh. 1.790. Nó sẽ mắc hơn cái bộ máy mài kia. Bộ máy mài kia thì giá chỉ có 1.670.000 thôi. Còn cái con này là giá lên tới 1.790.000 nha, công tắc bóp mấy anh em. Đây. Nó thì thiết kế nó cũng khác nha, cái mẫu này nó khác với so với con kia ha. Đây nó khác so với con công tắc trượt. Rồi, trang bị 2 viên pin 6A. Đấy. Đó là nè. Mấy con này là nó không có anti kickback gì đâu nha mấy anh. Đưa vô là quất rồi nha. Này. Rồi. Chỉnh cấp số nè. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. Cái đèn đây là đèn báo pin. Đèn này là báo tốc nha. Đấy. Nó lành. Ok ha. Con này tốc quay 9.000 nha. Để 100 có 10. Đấy. Rồi. Anh em nào mua bộ này thì liên hệ 1.790. 1.790 ha. Một máy 2 pin 1 sạc. Đấy. Sạc của tôi cô nó chỉ có 1.5 thôi nha mấy anh em. Anh em sạc này nó hơi lâu. Sản phẩm cuối cùng mà đây là một cái con bắn vít và bắn bu lông và bắn vít, giá nguyên bộ anh em. Rẻ cực kỳ luôn, 1.340. 2 viên pin 4A, 1 sạc nha. Vừa bu lông vừa bắn vít. Con này lực xoắn 380 niêu nha mấy anh. Này thiết kế nè. Anh em mua cái đầu này không là giá 600.000 nha, cái thân này nè. Đấy, cái thân này 600.000. Ok ha. Thân 600. Đó. Ngon lành nha. Đó. Ok ha. Cả đầu vít nó cũng có chức năng tự dừng nữa nha mấy anh. Đây nè. Xích vô nè. Số nhanh số chậm nha. Xích vô nó chỉ có hai tốc nhanh và chậm thôi. Con này 380 niêu nha. Tốc độ nó thì nó 2.800 với 3.300. À. Điều tốc là cò, điều tốc anh em ha. Ok đó. Nguyên cụm anh em ha. Nhôm nè, nguyên cái đầu nè, phay hết. Đèn nằm bên đây. À, động cơ không gió than luôn. Đó. Cái thân này giá chỉ có 600.000 thôi. Còn anh em mua bộ là giá 1.430. Một bộ là một máy 2 pin 4A 1 sạc mấy anh em. Đây là cái dòng giá rẻ ha. Khá là rẻ. Những cái dòng máy của tôi cô xài cực kỳ ổn nha. Của dòng máy tôi cô xài rất là ngon luôn mấy anh em ha. Anh em để ý xưa giờ bán tôi cô cái bảo hành nó thấp lắm. Có bảo hành nhưng mà ít lắm nha. Đó. Rồi ok, anh em nào coi phù hợp với sản phẩm nào thì liên hệ số điện thoại dưới mua hàng nha. Giá tại cửa hàng chưa và ship nha. Rồi cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.